cho các bạn. Và hôm nay các bạn hãy cùng tôi làm đẹp cùng với bé Masa nhé. Bắt đầu thôi. Để xem cô bé Masa của chúng ta sao mà buồn thế nhỉ? Ngẫu hỏi Masa, tại sao mà cô bé buồn quá vậy? Tôi muốn trở thành một công chúa thật sự vào một cái ngày mà gần nhất. Gấu nói, tôi có ý kiến này, tôi có một cái kế hoạch này, tôi sẽ trở lại ngay. Ồ, thì ra là gấu có quà cho cô bé Masa, đó là một chiếc váy, những cái chiếc váy của công chúa. Cảm ơn gấu rất nhiều. Bạn thật sự là một người bạn tốt của tôi. Để xem những cái bộ váy của những cái bộ đồ mà gấu chuẩn bị cho bé Masa của chúng ta sẽ như thế nào đây. Các bạn hãy cùng theo dõi với tôi nhé. Đầu tiên là wow, những cái bộ tóc thật là đẹp phải không các bạn? Để xem nào. Các bạn thấy có hợp với bé Masa không nào? Bộ tóc này, bộ váy áo này, đẹp không các bạn? Theo mình thì có vẻ hình như là không hợp lắm. Để xem bộ váy áo tiếp theo nào. Wow, hình như là không đẹp rồi. Có vẻ là cái bộ tóc này. Các bạn thấy thế nào? Hình như bộ áo này và bộ và cùng với mái tóc này của cô bé Masa có vẻ hợp với cô bé. Để xem bộ giày, bộ tiếp theo nhé các bạn. Wow, thật là quá nhiều bộ váy áo đẹp. Mẫu đúng là bạn tốt của Masa. Quá nhiều bộ váy áo đẹp luôn các bạn ơi. Mà hình như với cái mái tóc này có vẻ là cái bộ này là đẹp nhất phải không các bạn? Để xem những đôi giày mà chú gấu chuẩn bị cho bé Masa của chúng ta như thế nào đây. Không hợp rồi. Có vẻ cũng không đẹp lắm. Như thế nào các bạn? Wow, đẹp rồi không phải không các bạn? Để xem nào. Tiếp theo nào. Thật là quá đẹp. Các bạn ơi, với những bộ váy áo và những đôi giày phụ kiện thì cô bé Masa của chúng ta đã đẹp hơn rất là nhiều phải không các bạn? Một chiếc ví này. Wow, đầy đủ tất cả phụ kiện rồi đấy các bạn. Nhưng mà hình như là cô bé Masa của chúng ta với hình ảnh này vẫn chưa phải là đẹp lắm. Bây giờ để xem với những cái kiểu tóc khác và những cái bộ váy áo khác, để xem cô bé Masa của chúng ta sẽ như thế nào nhé các bạn. Này, hình như là đẹp hơn rồi đấy. Cô bé Masa hình như có vẻ đẹp hơn với cái mái tóc mà cột cao. Để xem những cái mái tóc khác như thế nào nhé các bạn. Thật là đáng yêu phải không các bạn? Để xem còn rất là nhiều những cái bộ tóc khác mà chú gấu đã chuẩn bị cho Masa. Để xem nào. Cho mình thì vẫn chưa hợp lắm. Tiếp theo nhé các bạn. Wow, có vẻ thật là quá nhiều. Thật là quá nhiều những cái bộ đồ làm đẹp mà chú gấu đã chuẩn bị cho Masa.
cho em để xem hết tất cả những cái phụ kiện mà chú gấu chuẩn bị cho massage như thế nào đây. Quá đẹp các bạn ơi, với cái khăn chụp tóc màu tím này thì để xem nó phù hợp với những cái chiếc váy nào nhé. Hình như là hồi nãy mình nhớ là có một bộ váy màu tím phải không các bạn? Để xem nào. Wow, đây nè, đây nè. Wow, đẹp quá đi. Đôi giày tím nữa. Wow, thật là quá đẹp. Đây nè các bạn ơi. Chu đúng là người đẹp tơ lụa phải không các bạn? Cô bé Masa với những cái những cái món quà mà chú gấu đã chuẩn bị, bộ đồ, những cái bộ đồ trang điểm, những cái váy áo công chúa thì là đẹp mà lên trông thấy phải không các bạn? Nào để xem nào, những phụ kiện, những phụ kiện chuẩn bị cho Masa. Wow. Này hình như có vẻ đẹp như theo mình thì hình như chiếc vuông miệng đẹp hơn thì phải. Quá đẹp phải không các bạn ơi? Đây chiếc gậy thần kỳ có vẻ là đẹp hơn là chiếc túi thì phải. Mà đẹp quá phải không các bạn? Vẫn còn rất nhiều bộ váy áo khác vẫn rất là đẹp để cô bé Masa của chúng ta sẽ thử luôn xem nào. Quá đẹp đi. Với cái bộ váy, với cái chiếc khăn choàng đỏ chấm đi này thì nó sẽ hợp với bộ váy áo này nào nhé các bạn. Thật là quá nhiều bộ váy áo đẹp để cho cô bé Masa của chúng ta lựa chọn xem nào. Wow, quá nhiều các bạn ơi, đẹp quá đi. Đây sẽ phù hợp với chiếc váy áo nào đây nhỉ? Đẹp không các bạn? Theo mình thì cũng khá là đẹp. Đây này. Wow, thật là đẹp quá đi thôi. Hình như là hơi giống công chúa Bạch Tuyết luôn thì phải. Nào, chúng ta lại đổi trang phục thôi. Wow, là quá đáng yêu đi thôi. Vẫn còn những cái bộ áo, váy áo rất là đẹp. Nhưng mà chắc chúng ta cũng phải lựa chọn một cái cái kiểu tóc nào đó để phối với những chiếc đầm khác mà chú gấu đã chuẩn bị cho cô bé Masa nhé các bạn. Các bạn góp ý cùng cho cô bé Masa để cô bé Masa cho chúng ta lựa chọn được những cái trang phục thật là đẹp nhé. Thì hình như là cái này của chúng ta là rồi đấy. Tiếp theo đây sẽ hình như là có một chiếc váy rất là đẹp đây. Đây quá đẹp các bạn ơi. Tiếp theo để xem có một đôi giày màu vàng không nhé các bạn.
các bạn ơi lựa chọn giúp mình với. Phù hợp không đấy các bạn? Theo mình, cô bé Masa của chúng ta như trong bộ trang phục này cũng rất là đẹp. Bây giờ cô bé Masa của chúng ta cũng đã thử rất là nhiều trang phục mà bạn gấu đã tặng cho cô bé. Cảm ơn các bạn đã tham gia góp ý cùng mình chọn những bộ trang phục thật là đẹp cho cô bé Masa. Trò chơi của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trò chơi tiếp theo nhé.